Xin chào mừng toàn thể quý vị quan khách, ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Hôm. Lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, với mục đích gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho anh chị em cán bộ nhân viên, công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Hôm tổ chức buổi gala dinner tổng kết 6 tháng đầu năm 2022. Đây cũng là cơ hội để Mắc Hôm gặp gỡ, giao lưu sau những giờ làm việc căng thẳng, và đồng thời đây cũng là dịp để tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Và có thể nói đây là một nét đẹp văn hóa và truyền thống tốt đẹp, cũng như sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của nhân viên mà ít có công ty nào có được. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách mời. Về phía ban lãnh đạo công ty, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Duy Tuấn, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hôm. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Hiền, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hôm. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Gia Lập, Phó Giám đốc điều hành. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Đức Anh, Phó Giám đốc điều hành. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hữu Thắng, Phó Giám đốc điều hành. Xin trân trọng giới thiệu tất cả các giám đốc thi công đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt những gương mặt không thể thiếu được trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là toàn thể chúng ta, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hôm. Hãy cho chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Duy Tuấn, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu với toàn thể nhân viên. Xin kính mời ông. Lâu rồi thì chúng ta mới có một buổi để mà chúng ta xả stress. Hôm nay là một cái buổi tối không mang hình thức trang nghiêm trang trọng lắm. Hôm nay là một buổi lễ mà chúng ta sẽ relax lại bản thân mình. Đấy, mọi người đã làm hết sức thì tối nay chúng ta sẽ chơi hết mình. Đấy, hôm nay thì chúng ta cứ nhậu bét nhà và sẽ có rất rất nhiều các trò chơi để chúng ta kết nối giữa các phòng ban, giữa các cá nhân và tập thể lại với nhau. Nên là hôm nay tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty chúc mọi người có một buổi tối ngon miệng và vui vẻ cùng với nhau. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sếp Lê Duy Tuấn rất nhiều và xin phép anh nán lại trên sân khấu. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả các giám đốc thi công, ban lãnh đạo, sếp Huế, sếp Hiền, sếp Thắng, các giám đốc thi công chúng ta cùng lên sân khấu để tiến hành nghi thức khai tiệc. Xin trân trọng kính mời sếp Trương Đức Anh, sếp Hoàng Gia Lập, sếp Phạm Hữu Thắng, sếp Hiền và các giám đốc thi công chúng ta cùng lên trên sân khấu để chúng ta tiến hành nghi thức khai tiệc. Vâng, và ngay sau đây sếp Lê Duy Tuấn sẽ mở ra chai vang, mở ra một thành công mới cho Mắc Hôm. Vâng, và tất cả mọi người trong hội trường của chúng ta, toàn thể anh chị em chúng ta cùng nhau rót cho mình những ly đồ uống, những ly đồ uống đầy nhất để chúng ta cùng nhau chuẩn bị nâng ly. Mọi người còn nhớ cái lần mình đi Nha Trang đúng không ạ? Mọi người hãy cùng nhau rót thật đầy những ly đồ uống. Vâng, và cho phép Việt Hùng và Ngọc Huyền xin được kết nối trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối tuyệt vời này. Mọi người chúng ta cùng nhau đứng dậy được không ạ? Mọi người chúng ta cùng nhau đứng dậy được không ạ? Hãy kiểm tra những thành viên bên cạnh mình xem mọi người đã rót cho mình ly đồ uống hay chưa. Mọi người đã đứng dậy chưa ạ? Vâng, và quý vị đã rót đầy ly chưa? Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mọi người còn nhớ những gì mà chúng ta đã từng làm ở Nha Trang cách đây không lâu không ạ? Hãy cùng đếm với chúng tôi nhá. 1, 2, 3 chúng ta hãy hô Mắc Hôm. 2, 3 Mắc Hôm. Và 2, 3 chúng ta hãy hô thật lớn đoàn kết được không ạ? Mọi người đã rõ chưa? Mọi người đã rõ chưa?
Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy hô thật lớn cùng với chúng tôi nào. 1, 2, 3. Móc hồn. 2, 3. Móc hồn. 2, 3. Xin chúc mừng công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Móc Hồn. Chúng ta sẽ đạt được những thành công mới trong tương lai. Xin chúc mừng mọi người. Và ngay sau đây buổi lễ tiệc của chúng ta chính thức được bắt đầu. Và quý vị nên nhớ, chúng ta nên nhớ hãy đừng rời khỏi đây trước khi bữa tiệc kết thúc, bởi vì chúng ta còn rất nhiều những điều thú vị đang chờ quý vị ở phía trước. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, để đạt được nhiều thành công và lớn mạnh như ngày hôm nay thì không thể nào không nhắc đến những cá nhân xuất sắc. Và đây là dịp để chúng ta tri ân, vinh danh từ những người đã cống hiến cho công ty trong suốt thời gian vừa qua. Và xin kính mời các anh chị có tên sau, chúng ta sẽ cùng tiến lên bục vinh danh nhận giải nhân viên xuất sắc nhất tháng 6 năm 2022. Đầu tiên là anh Nguyễn Việt Hưng ở phòng mặt bằng. Mọi người chú ý nhá, mọi người chú ý, đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng để chúng ta cùng nhau vinh danh những con người xuất sắc nhất trong tháng vừa qua. Xin chân thành giới thiệu một lần nữa, anh Nguyễn Việt Hưng, phòng mặt bằng sẽ lên sân khấu để nhận bằng khen cũng như là phần quà từ công ty. Xin chúc mừng anh Tô Văn Quang đến từ phòng ngoại thất. Và tiếp theo đó chính là anh Nguyễn Quốc Hưng đến từ phòng bổ kỹ thuật. Xin chúc mừng anh Hạng A Lao đến từ phòng kết cấu. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Quỳnh đến từ phòng điện nước. Vâng, các anh chị mà chúng tôi vừa mới nhắc tên, chúng ta mau tránh di chuyển lên trên sân khấu. Tôi xin nhắc lại từ đầu nhá, bởi vì mọi người vẫn còn đang say mê quá. Anh Nguyễn Việt Hưng đến từ phòng mặt bằng, anh Tô Văn Quang đến từ phòng ngoại thất, anh Nguyễn Quốc Hưng đến từ phòng bổ kỹ thuật, anh Hạng A Lao đến từ phòng kết cấu, chị Nguyễn Thị Quỳnh đến từ phòng điện nước. Và tiếp theo đó chính là chị Lê Thị Hương đến từ phòng dự toán. Xin chúc mừng anh Nguyễn Văn Khiêm đến từ phòng nội thất. Anh Trương Nguyễn Nhật An đến từ phòng truyền thông. Anh Nguyễn Hồ Hoàng đến từ phòng vận tải. Và cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hợp đến từ phòng kế toán. Xin mời những anh chị đã có tên, chúng ta mau chóng di chuyển về phía sân khấu để nhận quà từ ban lãnh đạo của công ty. Và xin trân trọng kính mời ông Lê Duy Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Móc Hồn, sẽ có bằng khen cũng như là một số lời phát biểu dành cho những thành viên xuất sắc nhất của Móc Hồn trong tháng 6 vừa qua. Vâng, và những người mà chúng tôi không có mặt trong buổi tối ngày hôm nay vì lý do cá nhân thì chúng tôi sẽ trao thưởng phía sau, quý vị nhé. Kết thúc tháng 6 vừa rồi thì ban lãnh đạo công ty cũng đã chọn ra được những gương mặt xuất sắc nhất. Đấy, những cá nhân mà luôn vượt lên chính mình, đóng góp rất nhiều công lao to lớn ở cho tập thể, cho công ty. Một lần nữa thì tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty xin cảm ơn rất nhiều những cái đóng góp của các cá nhân từ các phòng ban. Và xin chúc cho mọi người sức khỏe để chúng ta tiếp tục đóng góp trong thời gian tới. Vâng, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa và xin anh chị chúng ta cùng nhau đứng nán lại một vài giây đó để chúng ta cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Vâng, các camera của chúng ta đâu ạ? Đây là thời khắc dành cho các anh các chị. Cảm ơn các anh các chị, cảm ơn sếp Lê Duy Tuấn. Kính thưa quý vị, và thời gian thì đang dạo bước qua những ngày tháng của tháng 7 và có lẽ rằng với nhiều người hay là những người khác thì những thời gian này chỉ là một trong những thời gian ở trong năm. Tuy nhiên thì với những thành viên mà có sinh nhật ở tháng 7 thì đây là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa. Và xin vui mừng gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thành viên của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Móc Hồn có sinh nhật ở tháng 7. Và ngay sau đây xin mời những thành viên có sinh nhật ở tháng 7 của chúng ta sẽ lên sân khấu để ban lãnh đạo có thể gửi lời chúc cũng như những bó hoa tươi thắm nhất dành cho các thành viên của chúng ta. Xin mời anh Phạm Hoàng Hiệp. Tiếp theo là anh Trần Văn Phúc. Anh Vũ Minh Đức. Chị Đỗ Thị Ân.
anh Trần Anh Quang, anh Nguyễn Ngọc Hiệp, anh Nguyễn Văn Cường và anh Nguyễn Văn Khôi. Xin mời các thành viên mà chúng tôi đã nêu tên ở trên, chúng ta có sinh nhật ở tháng 7. Và nếu mà chúng tôi có sơ sót thì mọi người hãy cứ lên trên này để chúng tôi gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các thành viên của chúng ta. Hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Mọi người chúng ta nhanh chóng di chuyển đến sân khấu đi ạ. Những ai có sinh nhật tháng 7 ạ? Happy birthday, happy birthday to you. Vâng ạ, mời anh Quang, mời anh Hiệp, mời anh Cường, mời anh Phạm Hoàng Diệp, anh Trần Văn Phúc, Vũ Minh Đức, Đỗ Thị Ân, Trần Anh Quang, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Cường và anh Nguyễn Văn Khôi ạ. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, and happy birthday, happy birthday to you. Vâng, xin được kính mời sếp Thắng có thể lên trao bó hoa tươi đẹp cũng như là để tổ chức buổi lễ sinh nhật cho các thành viên có sinh nhật trong tháng 7 của công ty. Rồi mọi người hãy tiến lên phía trước một bước đi ạ. Chúng ta hãy tiến lên phía trước một bước. Mọi người có thể là đứng vòng quanh chiếc bàn này ạ. Ngày hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau. Xin được dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thành viên có sinh nhật ở tháng 7. Xin chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Quý vị, những người sinh ra vào tháng 7 luôn đem không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh, biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người, luôn cư xử tế nhị, thân thiện, hóm hỉnh và vui tính nên được mọi người xung quanh cảm thấy họ rất dễ gần. Với bạn bè thì những người sinh tháng 7 là người bạn trung thực và chân thành. Và xin chúc mừng các thành viên có ngày sinh nhật trong tháng 7 luôn vui tươi, yêu đời, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và thành công. Và chúc cho các anh chị của chúng ta sẽ có những bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ bên người thân và bạn bè. Ngày hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau. Vâng, và mọi người có thể cùng nhau hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật dành cho các tất cả các thành viên của chúng ta ở đây được không ạ? Mình sẽ hát đồng thanh nhá, không cần nhạc, không cần nhạc, đúng không ạ? Đúng không ạ? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe. Chúng ta đã qua năm cũ đúng không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Và chúng tôi xin mời chị Ân ạ, sẽ đại diện và thổi chiếc nến bánh sinh nhật ạ. Vâng, mọi người biết không, hôm nay không những là ngày sinh nhật tháng 7 dành cho các thành viên của chúng ta, mà hôm nay là ngày rất đặc biệt. Rất đặc biệt bởi vì hôm nay trùng với ngày sinh nhật của một người đang có mặt ở trên đây, đó chính là chị Đỗ Thị Ân. Và ngay bây giờ trong một buổi lễ long trọng như thế này, xin được mời một người rất đặc biệt với chị Ân.
lên sân khấu để trao bó hoa, trao những tình yêu thương cũng như là lời chúc. Và chắc chắn hả, mọi người chắc cũng biết ai là ai rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời anh Hoàng Gia Lộc, Phó Giám đốc điều hành công ty. Và anh Lập ơi, anh có điều gì mà muốn nói với chị Ân không ạ? Anh thì ngày nào anh nói rồi đấy. Nhưng mà thôi thôi hát thôi, thông cảm. Hôm nay anh đang bị đau họng thì tí nữa về anh gửi file lên nhóm, file ghi âm ấy. Thì hôm nay là sinh nhật của vợ, thì chồng xin chúc vợ một sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới, thêm niềm vui hạnh phúc. Chồng mãi yêu vợ. Vâng, vậy thì chị Ân, sau khi nghe những lời chúc sinh nhật, anh cứ ở đây một chút đã, thì không biết chị hiện nay đang có cảm xúc và suy nghĩ như thế nào ạ? Thật sự là hôm nay em rất là vinh dự, cũng ngày công ty tổ chức tiệc cũng như là trùng với ngày sinh nhật của em. Thì em cảm ơn sếp tổng và các anh chị em đã có mặt ngày hôm nay. Em cảm ơn anh nhé. Vâng, và chắc mọi người cũng rất là vui mừng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc mừng mọi người ngày sinh nhật tháng 7. Và đặc biệt ngày hôm nay xin gửi lời chúc tới chị Ân, anh Lập cùng toàn thể gia đình. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều, và chúng ta có thể di chuyển những cái khu vực bánh. Và trong buổi tối ngày hôm nay còn rất nhiều những chương trình hấp dẫn, rất nhiều những phần quà dành cho những người rất may mắn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cho phép Hùng xin được tổ chức trò chơi. Thật là trùng hợp làm sao chúng ta có một trò gọi là Hùng Vương kén rẻ. Mọi người biết Hùng Vương ngày xưa thì sẽ hay đưa ra những cái yêu cầu cho Sơn Tinh và Thủy Tinh để kén rẻ đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Hùng xin phép những cái yêu cầu nho nhỏ thôi. Chúng ta sẽ đặt ra luật chơi. Thứ nhất là MC thì luôn đúng. Và nếu mà MC mà có sai thì mọi người xem lại điều 1. Được không ạ? Chúng ta thống nhất với nhau từ đầu nhá. Và khi Hùng hô lên là tôi cần thì mọi người hãy hô thật to là cần gì được không ạ? Và hãy giúp đỡ Hùng hôm nay là sẽ đáp ứng theo yêu cầu của Hùng. Bình thường thì Hùng rất hay nhờ mọi người, nhưng hôm nay thì xin phép Hùng sẽ ép buộc mọi người theo yêu cầu được không ạ? Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tôi cần. Mọi người đáp yếu quá. Tôi cần. Tôi cần 5 cánh tay của 5 bạn nữ thật nhanh. Được không ạ? 5 cánh tay của 5 bạn nữ. Vâng, xin mời Quỳnh lên sân khấu. Chúng ta lên sân khấu đã. Đúng không ạ? Tôi cần. Tôi cần 5 cánh tay nhanh nhất của 5 bạn nữ. Rồi, xin chúc mừng Hương. Mời Hương lên sân khấu, mời Linh lên sân khấu. Song Linh. Mời Phương lên sân khấu. Mời bạn gái của Hiệp đúng không? Mời cả bạn và Hiệp lên sân khấu. Đúng sao? Mình cứ lên sân khấu đã. Hùng Vương chỉ cần mọi người lên sân khấu đã, còn làm gì thì để mình nói sau. Rồi, mọi người nhanh chóng lên di chuyển. Mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn để mọi người. Rồi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho 5 cô gái xinh đẹp đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ thì tiếp theo chương trình thì Hùng xin được yêu cầu 5 cô gái của chúng ta hãy tìm ra 5 chàng trai của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Chỉ trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được lựa chọn hoặc chúng ta sẽ bị ép buộc, cho nên là chúng ta hãy cố gắng là lựa chọn đi, bởi vì không thì chúng ta sẽ bị ép buộc thôi. Ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình đúng không ạ? Cho nên là hôm nay mời 5 cô gái của chúng ta hãy chọn 5 chàng trai của mình.
Thời gian chúng ta chỉ có 5 giây ạ, thời gian chúng ta chỉ có 5 giây. Chúng ta có thể xuống, chúng ta có thể xuống. Bình thường thì các cụ hay nói là cọc nữa nào đi tìm trâu đúng không ạ, nhưng mà vâng, và ba cô gái của chúng ta chưa tìm ạ. Thế thì thôi, để Hùng Vương chọn giúp nhá. Có ba chàng trai nào muốn lên sân khấu không ạ? Tôi cần ba cánh tay của ba chàng trai, chúng ta nhanh tay ra tay được không ạ? Có ai xung phong không ạ? Có ai xung phong không ạ? Mời Khôi, Khôi lên đi em. Khôi lên đi em. Còn ai nữa không? Hai người nữa đúng không? Còn ai giơ tay không? Thôi thế thì để Hùng chọn vậy. Mời Bá Tính lên sân khấu. Còn một người, một bạn nữa đúng không ạ? Anh xin phép được mời Tuân. Anh xin phép được mời Tuân lên sân khấu. Được rồi. Rồi hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ nhá. Mình sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Tất cả các thành viên nữ chúng ta đứng lên trên một bậc, đứng lên trên một bước tất cả các thành viên nữ. Rồi hiện nay thì đã có 5 chàng trai và 5 cô gái rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Và bây giờ thì Hùng sẽ có một trò chơi gọi mang tên là Tam Sao Thất Bản. Trước khi chúng ta trò chơi Tam Sao Thất Bản thì 5 chàng trai của chúng ta lại tiến lên trên một bước. Rồi chúng ta đứng thành một hàng nhá. Bên phải quay bên nào? Rồi thành viên phía sau chúng ta đặt lên vai của người phía trước. Thành viên phía sau chúng ta đặt tay lên vai của người phía trước. Đặt hai tay lên vai của người phía trước. Rồi hãy làm theo lời Vương nhá. Mình nhún rồi mình nhún đi ạ. Nhún rồi mình nhún. Mình bóp rồi mình bóp. Mình xoa rồi mình xoa. Mình xoa rồi mình lại đấm. Mình đấm đằng sau quay ạ. Tiếp tục nhá, hai tay của người đằng sau đặt lên eo của người đằng trước. Mình nhún rồi mình vẫn nhún nhờ Hiệp ơi. Nhún rồi mình lại nhún. Mình xoa rồi mình lại bóp. Mình bóp rồi mình lại chọc. Mình cù rồi mình lại chọc. Rồi mọi người bên phải quay. Rồi bây giờ các bạn nữ chúng ta tiến về phía đằng trước một bậc. Chúng ta tiến về phía đằng trước một bậc. Team của đội nữ và team của đội nam. Team của đội nữ và team của đội nam. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên là Tam Sao Thất Bản, hay còn gọi là có hiểu ý đồng đội hay không. Bây giờ thì chúng ta hãy đứng sát vào nhau đi. Các bạn nữ chúng ta và các bạn nam chúng ta hãy đứng sát vào nhau. Bạn Phương và bạn Khôi sẽ làm trung điểm. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai team, đúng không ạ? Team nữ và team nam, thì xem team nào thắng cuộc và sẽ giành được cái phần quà rất có giá trị mà phòng truyền thông chuẩn bị ngày hôm nay. Bây giờ luật chơi như thế này, chúng ta sẽ làm theo hiệu lệnh của MC và chỉ một người đầu hàng duy nhất chúng ta biết được hiệu lệnh đó là gì, và chúng ta sẽ truyền thông tin tới người cuối cùng, và sau đó thì người cuối cùng sẽ là người chúng ta biểu diễn hiệu lệnh đó. Mọi người đã rõ luật chơi chưa? Quý vị khán giả đã rõ luật chơi chưa? Bây giờ chúng ta thử chơi nhá. Trừ Linh và Thế Anh. Tất cả mọi người bên trái quay. Linh và Thế Anh bên phải quay. Ok, bây giờ thì hai bạn của chúng ta đã rõ ràng thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ truyền cho người đằng sau đi ạ. Chúng ta sẽ truyền thông tin cho người đằng sau.
tiếp tục đi ạ, tiếp tục đi ạ. Chúng ta chỉ có 3 giây thôi, truyền nhanh nhá. Chúng ta cố gắng làm sao không để đối phương biết được. Chúng ta cố gắng làm sao không để đối phương biết được là cái thông tin chúng ta truyền là gì. Và đội nào nhanh nhất thì sẽ giành phần thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, thì nếu chúng ta truyền thông tin nhanh thì chúng ta nhanh chóng có mặt ở đây để trở thành đội bắt đầu trước. Đội nữa đã truyền thông tin xong chưa? Không được, chỉ có Khúc thôi. Khôi quay lại đi em. Đội nào xong trước ạ? Đội nào xong trước? Được chưa? Đội nào tự tin? Đội nào tự tin sẵn sàng trước? Đội nữ hay đội nam đây? Quý vị cổ vũ cho đội nào? Ai cổ vũ cho đội nữ giơ tay? Ai cổ vũ cho đội nữ giơ tay? Ai cổ vũ cho đội nam giơ tay? Rồi, mình đã sẵn sàng chưa? Lady first nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mời cặp đôi của Hiệp đi. Mời Hiệp và bạn nữ. Bây giờ chúng ta đã được nhận được cái thông tin từ đồng đội rồi đúng không ạ? Thôi thì thông tin có sai lệch, thông tin có thiếu thì chúng ta cũng hãy thử xem mình đã hiểu ý đồng đội của nhau hay chưa. Bây giờ thì mời Hiệp tiến về phía trước. Rồi, thì Hiệp nhận được cái thông tin như nào từ đồng đội thì em có thể diễn tả lại được không? Rồi, cảm ơn Hiệp rất nhiều. Cảm ơn mời bạn, em tên là gì nhỉ? Ngát, Ngát đúng không? Mời Ngát sẽ truyền đạt lại thông tin của đồng đội nữ của mình. Mọi người thấy thế nào ạ? Mọi người thấy thế nào ạ? Chấm điểm cho đội nam bao nhiêu điểm ạ? Đội nam bao nhiêu điểm ạ? Mọi người ủng hộ đội nam giơ tay. Rồi, ai ủng hộ đội nữ giơ tay. Rồi, chúng ta có kết quả bằng nhau. Chúng ta có kết quả bằng nhau. Thế chắc mình sẽ làm lại một lần nữa nhá. Lần này thì mình sẽ truyền thông tin từ bắt đầu từ Ngát và Hiệp trước. Rồi ok. Mọi người chỉ có 3 giây thôi nhá. Mọi người chỉ có 3 giây, đội nào nhanh nhất thì sẽ nhận được phần quà trước. Ok, mời Đức Anh. Rồi, mời Đức Anh trước nha. Các bạn nữ chúng ta cứ chuyển với nhau đi. Em nói lại, em tên Tiến Anh. Ok, Tiến Anh. Mời Tiến Anh. Tiến Anh làm thế có đúng không ạ? Nếu đúng mọi người cho một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay hơi nhỏ em ạ. Đội này đang hội ý tập thể này. Được chưa? Chưa thì mời em lên. Chưa cũng mời em lên trước. Rồi, bây giờ thì truyền đạt thông tin như thế nào thì em cứ diễn tả như thế. Mọi người thấy thế nào ạ? Có đúng không ạ? Sai bét rồi đúng không ạ? Rồi, mời mọi người trở về hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đứng theo cặp mà Hùng đã sắp xếp. Mọi người đứng lùi phía bên trên đi ạ. Lùi về phía bên trên một chút. Và bây giờ thì Hùng sẽ phát cho mỗi một team của chúng ta một quả bóng bay. Và nhiệm vụ của mọi người là sẽ thổi quả bóng bay này lên to nhất có thể. Vâng, trong thời gian 20 giây thì mọi người hãy thổi quả bóng bay này to nhất có thể. Có thể nhờ sự trợ giúp của các bạn nam. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi theo đội. Đó. Thời gian bắt đầu. Mọi người có 30 giây. Ba mươi giây sắp hết ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đây không phải là mục đích chính của cuộc thi là thổi bóng bay to nhất, mà chúng ta sẽ đến với cuộc thi được mang tên là khiêu vũ bóng. Với quả bóng bay mọi người đã có ở trên tay, chúng ta sẽ chia ra làm 5 đội với các khu vực khác nhau.
Và chúng ta làm sao hãy để phần bóng bay của mình không chạm xuống đất, đúng không ạ? Chúng ta không dùng tay mà chúng ta hãy dùng những bộ phận của cơ thể. Ví dụ như chúng ta có thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta, đúng không ạ? Thường thì sẽ ở khu vực trái tim của chúng ta, đúng không ạ? Địa đầu của Việt Nam mình sẽ là Hà Giang, và tiếp sau đó sẽ là các địa danh mà chúng ta biết. Và bây giờ thì các đội chúng ta sẽ chia nhau ra các khu vực, và đội nào khiêu vũ đẹp nhất, đội nào khiêu vũ sexy nhất thì sẽ giành được phần thưởng từ ban tổ chức. Rồi, bóng sẽ được luân chuyển từ trên đầu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không dùng tay, luật chơi của chúng ta là sẽ không dùng tay, và chúng ta sẽ điều hướng bằng các bộ phận của cơ thể của chúng ta, và làm sao bóng sẽ không rơi ra phía bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giữ, và sau đó chúng ta sẽ di chuyển bóng của chúng ta. Bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển từ Hà Giang về Hà Nội, thủ đô thân yêu của chúng ta, trong trái tim chúng ta. Từ Hà Giang về Hà Nội, về thủ đô trái tim thân yêu của chúng ta. Chúng ta di chuyển xuống Hà Nội, thủ đô trái tim thân yêu của chúng ta. Ở trái tim của chúng ta đâu ạ? Chúng ta di chuyển về trái tim thân yêu của chúng ta đâu ạ? Chúng ta di chuyển về trái tim thân yêu của chúng ta. Sau đó chúng ta di chuyển đến quê hương của sếp tổng của chúng ta, quê hương Thanh Hóa, ở bụng của chúng ta. Rồi mọi người cố gắng hãy đung đưa theo nhạc nhá. Chúng ta hãy cố gắng đung đưa theo nhạc. Bắt nhạc cho tôi một bài nhạc sexy nhất được không ạ? Rồi chúng ta hãy đung đưa theo nhạc một buổi tối tuyệt vời với một không gian vô cùng lãng mạn như thế này. Vâng, và trái bóng của chúng ta lại đưa ngược trở về Hà Nội, thủ đô thân yêu của chúng ta. Chúng ta không di chuyển bằng tay nhá. Chúng ta không dùng tay. Không dùng tay, không dùng chân nhá. Cọc của Phúc lại di chuyển lên gần Hà Giang rồi. Rồi về Hà Nội chưa? Về Hà Nội trái tim thủ đô thân yêu của chúng ta chưa? Về Hà Nội trái tim thủ đô thân yêu của chúng ta chưa? Mình cố gắng giữ cặp của Phúc và Quỳnh rất là tuyệt vời. Cũng Phúc, Quỳnh cũng như là Khôi. Còn của Tuân và Thế Anh cố gắng lên nhá. Rồi, ở trái tim thân yêu của chúng ta lại di chuyển xuống Thanh Hóa. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển một chút bóng xuống ngã ba Đồng Lộc được không ạ? Rồi bây giờ mọi người, trái bóng hãy di chuyển lên Hà Nội lại, thủ đô thân yêu của chúng ta. Chúng ta hãy di chuyển trái bóng lại lên thủ đô thân yêu của chúng ta. Được chưa? Bây giờ mọi người nha, ai mà làm trái bóng vỡ nhanh nhất thì sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức. Đội nào làm vỡ trước vậy ạ? Vâng, xin chúc mừng đội Phúc và Quỳnh, hai em đã giành được người thắng cuộc. Chúng ta nên nhớ rằng MC luôn đúng, đúng không ạ? Và nếu MC sai thì chúng ta ghi nhớ lại điều một. Đội của Quỳnh và Phúc đã giành chiến thắng từ dưới lên trên. Vâng, và bây giờ mời tất cả các thành viên của chúng ta lại xếp hàng về phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ
chia thành những ngôi nhà. Một gia đình của chúng ta thì Mark Home giống như một gia đình đúng không ạ? Một gia đình thì sẽ có bố, có mẹ và có con. Có thể gia đình của chúng ta có một con hoặc có hai con. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn các thành viên, ai là bố, ai là mẹ, ai là con, đúng không ạ? Chúng ta hãy tự nhận. Chúng ta sẽ chia gia đình của chúng ta. Một gia đình của chúng ta có thể có thành bốn, có thể có ba hoặc là bốn thành viên, đúng không ạ? Bây giờ là 5 giây để cho mọi người tự nhận team của mình và tự nhận gia đình của mình nhé. Rồi, thời gian đã hết. Bây giờ ai nhận làm bố ạ? Bố giơ tay lên ạ. Bố giơ tay lên. Gia đình này ai nhận làm bố? Ai nhận làm bố? Khôi nhận làm bố gia đình này. Ok. Ai nhận làm mẹ? Ai nhận làm mẹ? Ai nhận làm mẹ? Mẹ giơ tay lên. Mẹ giơ tay lên. Mẹ giơ tay lên đúng không ạ? Mẹ giơ tay lên. Mẹ đâu? Team của Hiệp mẹ đâu? Team của Phương với team của Sùng mẹ đâu? Ok. Team của Tuân. Tuân là mẹ. Ai làm con? Rồi hai con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Cả Nhà Thương Nhau. Rồi bây giờ thì sẽ nói là ví dụ như là bố thương hai mẹ con đúng không ạ? Bố mẹ thương con thì chúng ta sẽ bế con của chúng ta lên. Làm thế nào để người con của chúng ta không bộ phận nào chạm xuống đất cả? Đó thì cứ như thế thì chương trình sẽ được diễn ra. Rồi mọi người thử chơi nhá. Mọi người thử chơi giùm nhá. Bố mẹ thương con. Bố mẹ thương con. Chúng ta có thể bế hay làm bất kỳ điều gì. Bố mẹ thương con. Đội này giành ngay 100 điểm. Bố mẹ thương con. Rồi xin một tràng vỗ tay thật lớn dành cho gia đình của chúng ta. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rồi mọi người có thể xuống. Tiếp theo mọi người nghe kỹ nhá. Con bố thương mẹ. Con bố thương mẹ. Con bố thương mẹ. Đúng chưa? Rồi những gia đình rất hạnh phúc. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Rồi chúng ta có thể xuống. Rồi một lần nữa nào. Con mẹ thương bố. Con mẹ thương bố. Con mẹ thương bố được chưa? Rồi, cảm ơn các đội rất nhiều. Cuối cùng nhá. Bố thương hai mẹ con. Nào, bố thương hai mẹ con. Bố thương hai mẹ con thế nào? Thế anh. Rất tuyệt vời, dành cho tất cả gia đình của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành rất là nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay. Ban tổ chức xin phép được gửi những phần quà dành cho đội chơi ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức ạ.
Vâng, xin chúc mừng những thành viên rất tuyệt vời đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cho một cho mọi người một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều với trò chơi vừa rồi.